Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Và bây giờ mình đang live stream trên nền tảng Facebook. Và trong video này mình sẽ đánh giá cái cấu tạo chi tiết và những cái vật liệu và độ mới và độ cũ của chiếc xe đạp Nhật bãi hiệu Chevau mà mới được về với cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com thời gian gần đây. Và trong video này mình sẽ cùng review cho các bạn xem cái độ chi tiết của chiếc xe này. Chào bác Dương Hồng Phương, chào bác Trường Phương Vũ. Vâng, để em đổi camera để chúng ta cùng quan sát chiếc xe cho nó dễ hơn. Vâng, như trong khung hình đây, như các bạn có thể thấy đó là chiếc xe đạp Chevau hiệu Chevau, xe đạp đã qua sử dụng tại thị trường Nhật và đã được cửa hàng xe đạp thể thao xe đạp Hải Phòng.com nhập về trong thời gian gần đây. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết cấu tạo và công dụng của những cái chiếc xe này. Thì vẫn luôn là như ở trong những cái video trước, thì chúng ta hãy tiến hành đo size của cái chiếc xe đạp này. Thì size của chiếc xe đạp thể thao được tính từ tâm của trục cho đến khóa cọc yên. Là chiếc xe này là có size là 43 cm. Xe này là size 43 cm. Xe này thì có thích hợp với những người mà cao từ trên khoảng 1m6 cho đến trên 1m7 là có thể đi phù hợp. Xe có cấu tạo bằng khung nhôm đấy, 500 không hút. Ví dụ như là cái dây này bằng sắt thì 500 sẽ hút. Và cái này bằng nhôm không hút. Ok. Xe cấu tạo bằng khung nhôm, sơn rất đẹp. Vâng, cảm ơn các bạn ạ. Sơn rất là đẹp các bạn ạ. Mối hàn to. Sơn còn khá là mới. Chỉ xước sát một chút thôi. Như bạn biết thì cái lớp sơn của Nhật bãi rất là bền và rất là cứng. Đây mình có thể test luôn là mình có thể cạo không xi nhê gì luôn. Nhưng mà lớp sơn lại của mình ấy thì sẽ bị xước ngay. Đấy, cạo như vậy mà không xi nhê gì cả. Rất là cứng, nên là chúng ta nên chọn những cái chiếc xe mà nên là cái cửa hàng xe đạp Hải Phòng này nên chọn những cái xe sơn zin nguyên bản, và cái độ cứng của sơn zin thì nó vẫn tốt hơn là sơn lại rất là nhiều. Đằng sau xe thì được trang bị một cái bộ chuyển động Shimano Tourlay rất là quen thuộc ở những cái dòng xe bãi, và trang bị líp vặn 7 tầng của Shimano. Đằng trước thì có bộ chuyển đĩa của Shimano và đĩa 3 tầng. Xe được trang bị bánh 700C và cùng đi kèm đó là hai bộ phanh V trước và sau, một loại phanh rất là quen thuộc với xe touring Nhật bãi, và đi kèm đó là có một cái chắn bùn nguyên bản của xe. Đằng sau chắn bùn thì hơi bị lứt một chút, nhưng mà không ảnh hưởng đến công dụng chắn bùn của chiếc xe này. Đằng trước xốp con tiện đã tiến hành thay yên rất là dày, giúp cho các bạn đi đường xa không bị đau ê mông. Xe màu trắng rất là đẹp, sơn rất là đẹp. Đằng trước thì chúng ta có một chiếc giảm sóc, xe này được trang bị giảm sóc xin chào Á Phong Hàn Quốc, và hiệu là SR Santua, cũng là một cái hiệu rất quen thuộc của dòng xe bãi. Và đằng trước cũng có chắn bùn theo xe nguyên bản rất là đẹp. Ok, Á Phong Hàn Quốc. Và cũng xe cũng được trang bị phanh Techo. Vành 700C 2 lớp. Trên tay cầm chúng ta thấy là ở đây chủ nhân đã thay một chiếc Ford ở bên Nhật, là Ford có điều chỉnh độ cao. Ford này có thể tự điều chỉnh độ cao được, gập lên gập xuống như này được. Tùy theo vâng, xin chào anh Văn Đức. Tùy theo cái tầm của người ngồi. Xin chào anh Giáp Phan.
À, anh ơi, chiếc xe đạp che vau này ở tại shop em là có giá, chiếc xe đạp che vau này ở tại shop em là có giá gần 5 triệu đồng anh nhé. Anh liên hệ với bên em để biết giá chính xác ạ. Và em cảm ơn anh Giáp Phan. Xin chào anh Văn Đức. Và trên tay lái chúng ta là có hai tay chuyển số, một bên tay phải là chuyển để chuyển níp và một bên tay trái là để chuyển đĩa. Tay phanh. Bên này xe còn cũng khá là mới, rất là mới. Xe của hãng Asahi cung cấp. Nó có tem, rất là nhiều cái tem. Nói chung là chiếc xe này thì màu trắng, sơn rất là đẹp. Sơn còn rất là đẹp. Xe size 43. Khoảng cách từ gióng đứng là 43 cm, phù hợp với chỗ những người là cao từ hơn 1m6 cho đến hơn 1m7. Giá của chiếc xe này là gần 5 triệu đồng. Nếu các bạn, quý vị và các bạn quan tâm đến giá của chiếc xe này và muốn sở hữu chiếc xe này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975 709 943. Số điện thoại này cũng là số điện thoại Zalo và số điện thoại Facebook luôn. Quý vị có thể search trên bất kỳ nền tảng nào đều là số điện thoại này, kể cả YouTube. Thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để biết giá chính xác của sản phẩm và những cái chế độ bảo hành, bảo dưỡng và những cái quà tặng khuyến mại đi kèm khi mà quý vị mua xe đạp tại shop xe đạp haiphong.com của chúng tôi. Vâng, xin chào, cảm ơn anh Trịnh Thành Tân. Giá của chiếc xe này là khoảng gần 5 triệu đồng. Anh hãy liên hệ với shop để liên hệ với cửa hàng để biết giá chính xác của chiếc xe. Chiếc xe là size 43, gióng đứng là 43, khung nhôm toàn phần. Sơn rất đẹp, sơn nguyên bản luôn. Tất cả những cái sơn của những cái xe của cửa hàng bán ra đều là để sơn nguyên bản. Bộ chuyển động Shimano Tourlay 21 tốc độ. Vâng, cảm ơn anh. Địa chỉ cửa hàng của em là ở số 31, ngõ 231, phố chợ Hàng Cũ, Hải Phòng. Anh bánh 700C anh ơi, anh Trịnh Thành Tân ơi. Xe này là xe bánh 700C. Anh có thể truy cập vào website xedaphaiphong.com để biết thêm chi tiết về cửa hàng của em. Anh có thể lên Google gõ xe đạp Hải Phòng là có thể ra map, trên map nó sẽ chỉ đường về cửa hàng em cho nó dễ. Em cảm ơn anh Trịnh Thành Tân. Giá chiếc xe này gần 5 triệu đồng. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Trịnh Thành Tân. Nước sơn rất là đẹp, nguyên bản. Và ngoài ra em ở shop em còn về rất là nhiều xe đạp thể thao bãi khác, giá từ hơn 3 triệu cho đến hơn 5 triệu. Trong khoảng giá đấy thì quý vị, các bạn có thể chọn rất là nhiều xe thể thao khác nhau. Hãy liên hệ với chúng quý cửa hàng qua số điện thoại 0975 709 943. Cảm ơn quý vị. Vâng, và trong cái video này thì em đã gần như hoàn thành review cái chiếc xe đạp che vau mới về cửa hàng em. Màu trắng, che vau 1CV. Quý vị có thể lên Google, quý vị gõ là che vau và cách 1CV ra là ở trên Google nó sẽ có ra những cái model này. Rất là nhiều được sử dụng ở bên Nhật Bản và được cửa hàng xe đạp haiphong.com nhập về để phục vụ quý khách trong mùa hè năm nay với nhu cầu là đạp thể dục thể thao và đi lại hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi những cái video của xe đạp Hải Phòng trong những thời gian, suốt thời gian qua. Vâng, và cảm ơn quý vị đã xem livestream. Em là Kiên ở xe đạp haiphong.com. Nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, các cách sửa chữa, hướng dẫn sử dụng thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh ở trên nền tảng YouTube. Và ở trên nếu mà quý vị đang xem trên Facebook thì quý vị hãy kết bạn với em và ấn ở chế độ xem trước. Ấn ở chế độ xem trước như thế nào thì em có một đằng sau video này em đã có hướng dẫn ở trên YouTube rồi. Và ở trên nền tảng YouTube thì quý vị hãy ấn đăng ký kênh để quý vị là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà kênh chúng cửa hàng chúng tôi có những video mới nhất up lên trên kênh. Cảm ơn quý vị. Xin chào anh Trịnh Thành Tân. Xin chào anh Giáp Phan. Xin chào anh Văn Đức. Xin chào tất cả mọi người. Em đã kết thúc video livestream review đánh giá xe đạp thể thao che vau Nhật bãi. Chiếc xe đạp thể thao là có giá khoảng gần 5 triệu.
khung nhôm toàn phần, nước sơn nguyên bản. Và quý vị quan tâm đến chiếc xe có thể liên hệ với bọn em qua số điện thoại 0975709943. Và em xin phép các quý vị và các bạn xin tạm dừng live stream tại đây. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái tiếp video live stream tiếp theo ngay bây giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn các anh.